Vào rồi, thật tuyệt vời. Hút Van Nistelrooy. Anh ta đã bắt được bóng. Ít nhất thì cũng có một pha phạt góc. Và thủ môn đã theo sát quả bóng. Vào. Bây giờ quyền kiểm soát đã thay đổi. Đã có bàn thắng gỡ hòa. Ghi bàn. Có cơ hội. Tuyệt vời, bàn thắng khiến tôi dựng hết lông gà lên vậy. Và gỡ hòa cực kỳ ấn tượng. Thật tuyệt khi sút. Thủ môn đã dướng người hết sức và đã cản được. Rất căng thẳng. Phóng này có thể thay đổi cục diện trận đấu. Rất nhanh. Và đây là cú sút. Hát chức. Đây là một ngày không được quên với anh ta. Một pha mừng rất là mắt. Có được một cú hát chức là một trận. Sút. Đó là pha cản bóng thần sầu. Thủ môn đã bắt được bóng. Chấp nhận một pha phạt góc. Vào. Sút.